Bây giờ phần 2 bác nhá. Phần 2 đó là phần hướng dẫn kỹ thuật này. Thì cái mic này của bác là em để vô lượng là 20 rồi. Em khóa khóa cái mic này. Đây là nghịch thoải mái này, không sao cả. Đây là mic thông minh tự ngắt 6 số. Thì các bác để xuống bàn này 3 giây tự ngắt thôi. Đấy. Khi cầm lên hát là ngay. Mà để sau 15 phút tắt hẳn. Lên 1 2 3 4 5 6. Thì mic này là do trực tiếp Mỹ sản xuất. Trên nước Trung Quốc có model là ST V8 Pro. ST V8 Pro, một sản phẩm chính hãng do công ty điện tử Hinh Nguyễn phân phối kết hợp với công ty AV Việt Nam. Đây sản phẩm của em đây. Đấy. Thì em đã khóa rồi, mức độ 20. Và cái vang số này, và chú ý này, nó có 4 chế độ mờ, mà 1 là hát echo dì vật, mà 2 là dì vật, mà 3 là echo, mà 4 là mic mỏng. Bác chỉ cần chuyển này xong này. Đấy. Hoặc chuyển này xong này. Trên cái này gọi tắt hoặc là bác có thể điều khiển. Đây. 1 này. 2. Đấy em 1 2 3 4 thì em đã setup bác cái điều khiển này 1 2 3 4 cộng với 1 2 3 4. Tức là chế độ 1 là hát echo dì vật. Chế độ 2 là dì vật, chế độ 3 là echo, chế độ 4 là mic mỏng. Chú ý nhá. Thì có 4 cái mức độ chè ra. Cái này, này trong từng chế độ 1 thì bác có thể tăng lại echo này hoặc giảm echo này. Tăng hoặc giảm dì vật này. Đấy, tăng giảm mic này. Tăng giảm nhạc này. Thì em đã setup sẵn cho bác cái khiển này rồi. Đây tôi nhỏ nhạc này. Đấy, tăng nhạc này. Đây là giảm mic này. Giảm mic mà nhìn nhá, đây này. Trên màn hình nó có cái báo này. Đây, giảm mic này. Tăng mic này. Điều khiển nhá, thì đây giảm nhạc này, tăng nhạc này, giảm volume mic này, tăng volume mic. Nhưng volume mic em làm ok nó không phải chỉnh nữa. Hoặc là khi hát bác thấy mà nó lặng thì bác tăng em 1-2 volume thôi. Tăng thì bác nhìn này, bác nhìn là hồ báo nhá này. Đấy, ấn vào báo. Thì đây là cái mắt nhận này. Mắt nhận đưa vào đây. Mắt của khiển, mắt của đầu. Đấy, thì em nói lại này. Cái điều khiển này có 1, 2, 3, 4. Ứng 4 chế độ trên cái điều khiển này. Trên cái màn hình này. 1, 2, 3, 4. 1 echo dì vật, 2 dì vật, 3 echo, 4 là mic mỏng. Thế còn nút này nút chỉnh echo, nút chỉnh dì vật. Nút to nhỏ mic. Nút to nhỏ nhạc, không mang cái khiển này hỏng. Cái khiển này không theo đầu nhé, mà em tặng bác luôn. Giảm nhạc, tăng nhạc, giảm mic, tăng mic, vôn mic đấy. À, xong. Thế còn cái đẩy đấy, thì về bác sẽ đẩy cho em là 12 giờ trước. Đấy, 12 giờ. Sau đó bác lắp cái vang vào. Bác alo mic. Lần 1, 2, nếu mà cảm đỡ nhẹ quá. Nhẹ quá thì bác giảm mấy vợ cái đẩy đi. Giảm vợ đẩy đi. Lô. Lần 1, 2. Đấy, mà cảm nó lặng quá thì bác tăng lên cho em. Tăng cho em tầm... đẩy 12 giờ trước nhá. Nếu nhẹ quá giảm đi. Đấy. Nếu còn lên lặng quá thì tăng cái volume này lên. Bởi em không chế vang rồi thì do mic làm sao nó nhẹ thôi. Lần 1, 2. Đấy, như này nhẹ quá. Nhẹ quá không hay đâu, nó rú rít. Em đẩy 12 giờ, dưới 2 giờ một tí này. Để nó khỏe mà. Đẩy yếu tăng một tí. Mà sao phù hợp tiếng mic là được. Lần 1, 2, 3. Đấy. Thế còn mic thì bác sẽ ăn anten vào. Đưa em một cái anten đấy. Thì bác nhìn vào đây. Em xét cổng 1, cổng 2 này. Cổng 1, cổng 2, cổng 3, 4 như nhau. Cổng 1 ứng cổng 3, cổng 2 ứng cổng 4. 1, 2, 3, 4 là giờ là. Tự thành giờ là. Bác cắm xuống đẩy là xong nhé. Đây. Cắm hai cái đẩy là xong. Còn mic thì bác cắm vào chỗ sau này. Và hai lỗ đều được. Anten thì bác phải lắp vào cho em như này. Anten lắp rất dễ này. Bác có chiều khớp đây. Bác lựa lựa tay này. Ấn vào cái vặn mà gập lại này. Đấy. Bên kia cũng vậy, nó tháo ra bác ấn vào, ấn tay vào, vặn cái đồng hồ. Còn vào mình sẽ lựa đúng cái cá này. Đấy. Đấy xong. Bên kia cũng vậy. Nguồn đây, cắm vào đây, cái nguồn mic ấy, 12V này. Cục nguồn, thì em để bác hai cục nguồn luôn. Nếu bác có nhu cầu bác mua thì cái pin này. Pin này chỉ mất 500 thôi. Nhưng bác hát có thể làm từ 7 buổi tối hoặc đến 10 buổi tối mới hết pin. Tức là mỗi buổi tối bác hát em 2 tiếng thì hát từ 5 buổi tối đến 10 buổi tối. Thì cái này là nó giá nó là 500.000 mà hết pin nó lạp luôn, lạp một đêm là đầy luôn. Đây pin của Mỹ nhá, pin của Mỹ giá 500.000. Bác không mua được đâu. Này hạt nhập khẩu của em ấy. Thì nếu bác cố mua được này thì mất 500 nữa em cùng các bác. Đấy, cách thức nhá. Alo. Em bác chú ý đẩy nhá, đẩy bác nhớ quy trình để 12 giờ trước xong bác alo.
Luật. Luật 1, 2, 3. Đấy, chế độ này là cái khu gì con này? 1, 2. Chế độ này là gì về không này? Luật 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chế độ 3 eco này. À, luật 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chế độ này mic mỏng này, ví dụ nhà bác nó ùm quá, nó chuyển lại hát cho em. Luật 1, 2, cắt bật mỏng đi. Đấy. Luật 1, 2. Thì em đã gửi cho bác cái đỉnh link này luôn. Đỉnh link này luôn. À, cái cách chỉnh mic như nào là ok. Để là đúng quy trình. Thế con này chính hãng nhé, của hãng Shiso, DBL Acoustic 600. Hàng chính hãng đấy. Tất cả là hàng chính hãng hết. Không có gì không chính hãng ạ. Còn nhỏ nhạc này, hoặc điều khiển nó nhất này. Nghe xem đúng một loa của bạn như bao giờ. Một loa đi ơn tôi. Đi ơn tôi. Một hai. Như là một loa nhật này bác nghe nhỏ nhỏ nó nhất được con là chết đấy. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bao yêu thương và nhớ, anh xin chết lên thơ vào những đêm u. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi lời, tự duyên xưa còn mãi vẫn mai trường ơi. Em tôi còn đọc đưa ấy ra đi từ độ nào. Có thể nói rất hay nhé. Các bác có phải cho bác một câu dít này. Đấy, cách loa có đoạn này, con này, loa này, một cái đoạn này rất là ngắn luôn.